Phương Uyên và Hiếu Nghĩa xin được kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị những thông tin mua sắm mới nhất. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, ngoài phim ảnh hay âm nhạc thì ẩm thực Hàn Quốc cũng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Và quý vị khán giả nào là tín đồ của những món ăn đến từ xứ sở kim chi thì không thể bỏ qua lễ hội thực phẩm Hàn Quốc đang được diễn ra tại hệ thống đại siêu thị Co-op Extra. Thực phẩm Hàn Quốc đang được bày bán tại đây khá đa dạng, từ nước gạo, mì gói, bánh gạo tteokbokki, rong biển nấu canh cho đến các loại gia vị như tương ớt, sốt ướp đặc trưng của Hàn Quốc. Đặc biệt, tất cả những sản phẩm này đều sẽ được giảm giá mạnh, như nước gạo Morning 1,5 lít giảm từ 58.900 đồng xuống còn 53.000 đồng một chai. Tảo biển giá 30.500 đồng, nay chỉ còn 18.000 đồng một lốc. Bánh gạo tteokbokki phô mai có giá ưu đãi 52.800 đồng một gói. Món mì sốt tương đen nổi tiếng cũng giảm giá mạnh, chỉ còn 19.600 đồng một ly. Lễ hội thực phẩm Hàn Quốc sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 6 tháng 6 tại Co-op Extra Tân Phong, Co-op Extra Thủ Đức và Co-op Extra Vạn Hạnh. Trong khi đó, nhân dịp chính thức ra mắt máy bán dừa tươi tự động lần đầu tiên tại Việt Nam, 10.000 trái dừa đang được tặng miễn phí đến người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dừa có nguồn gốc từ Bến Tre, được bảo quản lạnh trong máy bán hàng tự động. Quý khán giả chỉ cần đến trước máy, quét mã QR thông qua ứng dụng ví điện tử trên điện thoại di động là sẽ được tặng miễn phí một trái dừa tươi mà không cần phải sử dụng tiền mặt. Sau khi được khách hàng lựa chọn, từng trái dừa sẽ được di chuyển lên phía trên và được chặt tự động ngay trên máy. Sau đó dừa sẽ được vận chuyển xuống khay đựng để khách hàng dễ dàng nhận được. Từ nay cho đến hết ngày 6 tháng 6, quý khán giả mua gì ở đâu có thể đến các địa chỉ như số 10 Mạc Thị Bưởi hay tòa nhà Bitexco tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm và nhận những trái dừa tươi từ máy bán dừa tự động. Quý vị khán giả nào yêu thích những viên kẹo sô cô la thì không thể nào bỏ qua thông tin hãng kẹo sô cô la chứ danh Godiva vừa cho ra mắt Chocobox phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ các thành phố lớn trên thế giới. Phiên bản Chocobox mới nhất từ hãng sô-cô-la danh tiếng của Mỹ có thể xem là một tác phẩm nghệ thuật bằng kẹo, được đồng thực hiện bởi rất nhiều đồng. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, giá hoa đã tăng mạnh, trong đó hoa Lion đỏ, vàng tăng 15-20.000 một bình. Hoa ly có giá từ 50-70.000 đồng một cành. Nếu sen đỏ ngày thường giá chỉ 35.000 một bình, thì nay có giá 50-60.000 một bình, sen trắng tăng 20.000 một bình. Bên cạnh đó, do nhu cầu hoa tươi cho các buổi lễ tổng kết năm học nên lượng hoa dùng để cắm lẵng, bình hoa cũng tăng mạnh. Đặc biệt, hoa lan có giá tăng biến động cao nhất lên đến 40%. Lan là nó đột biến mạnh, đột biến rất là mạnh. Có nghĩa là nó bị hút hàng, không đủ hàng để mà cho nhu cầu của khách hàng để tiêu thụ. Là số hôm nay nó lên nhiều hơn. Ngày hôm qua nói chung là giá cũng lên mà không bằng ngày hôm nay. Hoa lài thì ký 400.000, cúc thì 35, rồi ly thì 120. Để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho đại lễ hôm nay, các cửa hàng đã chuẩn bị số lượng lớn hoa từ nửa đêm. Nhiều chủ cửa hàng hoa tươi nhận định giá hoa sẽ tiếp tục tăng trong sáng nay lên đến 4-5 lần. Tuy nhiên, quý khán giả của Mua gì ở đâu cũng cần tham khảo giá tại nhiều cửa hàng trước khi mua sắm nhằm tránh tình trạng tiểu thương tự ý tăng giá. Thưa quý vị, chuẩn bị cho ngày đại lễ Phật đản, các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhiều nơi khác trên cả nước nói chung đã nhộn nhịp treo cờ cùng đèn hoa đăng nhiều màu sắc. Các ngôi chùa lớn như chùa Việt Nam Quốc Tự, Pháp Hoa, chùa Chantarangse, Quan Âm Tu Viện đã được trang trí với cờ, hoa sen, lồng đèn chuẩn bị cho đại lễ. Khung cảnh chùa Pháp Hoa đẹp lung linh với đèn lồng giăng khắp lối, tạo cảm giác như đang ở phố cổ Hội An. Khu vực cổng chùa cũng được trang trí cùng với tượng và tranh vẽ miêu tả khung cảnh Đức Phật đản sanh. Ngoài chùa Pháp Hoa, Quan Âm Tu Viện cũng là nơi tổ chức nhiều hoạt động cho ngày đại lễ. Đặc biệt, đoạn kênh trước chùa được thả 7 đèn hoa sen khổng lồ. Đêm xuống, những đèn sen này được thắp sáng, tạo nên khung cảnh lộng lẫy nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Đặc biệt, lễ đài Phật đản chính năm nay sẽ đặt tại Việt Nam Quốc Tự. Vào sáng nay, quý vị khán giả có thể đến đây để tham dự đại lễ chính thức cùng với sự có mặt của Phật tử từ 24 quận huyện trong thành phố. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động biểu diễn văn nghệ và thả hoa đăng cũng sẽ được diễn ra tại một số chùa trong tối hôm nay.
xin được chào mọi người. Hiện tại thì Hải Triều và bạn của mình đang có mặt ở trên xe và bắt đầu di chuyển đến Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ở Bình Dương thì có rất là nhiều những ngôi chùa nổi tiếng và thu hút khá là nhiều những Phật tử đến cúng viếng trong ngày Phật Đản. Và khi mà chúng ta đến với Bình Dương trong những ngày chay Phật Đản như thế này thì chắc chắn là chúng ta nên lựa chọn một quán ăn chay nào đó để Triều thử xem đây coi là những quán nào nó nổi tiếng chay ở Bình Dương nhỉ? Cái đó kìa chị, nhà hàng Tàu Hủ Phố. À ok, nhà hàng Tàu Hủ Phố. Ồ, cái tên khá là hay. Wow. Đúng rồi. Ở Triều để ý là ở đây có rất là nhiều những cái món ăn nó được bày biện những mẹt như thế này, nhìn khá là hấp dẫn đúng không? Và chắc chắn là chúng ta sẽ đến đây để thưởng thức xem nó hấp dẫn như thế nào. Như vậy là Hải Triều và các bạn của mình cũng đã di chuyển đến nhà hàng chay Tàu Hủ Phố với địa chỉ là số 2 Lý Thường Kiệt, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Giờ phút này thì Hải Triều và các bạn sẽ di chuyển vào bên trong để xem là những món ăn nó tuyệt vời như thế nào. Nó vừa chín tới luôn, rất là ngon. Ở ngoài á được chiên rất là đều luôn á và nó giòn, và ở trong đây á nghe rất là rõ cái mùi khoai môn luôn, rất là béo, rất là ngọt, thanh, rất là thanh luôn. Nói chung là ngon. Thử đi mọi người, thử đi. Đồ ăn tới rồi, nè món mới, nè nón mới. Ồ, như con thiên nga nhỉ? Mọi người cứ để ý đi nha, rau củ quả mình vừa chín tới thôi, nó sẽ có một cái độ mềm cơ bản và ăn nó rất là giòn và nó vẫn giữ được cái màu sắc rất là tươi đúng không? Nhưng mà nước này thì mình thấy là không nêm nếm đường cũng như là bột nêm luôn, mà nó là ngọt từ rau củ quả ra luôn á. Vẫn như rượu giòn, nó không quá bở. Cái hương vị nó, mặc dù là nói là làm, không phải làm từ trứng luôn nữa, mà vẫn nghe một mùi trứng rất là thơm, và cái mùi sữa béo ngậy luôn. Wow. Chắc là tàu hủ non này có một cái lớp chiên trước á, vì thế nó sẽ không bị bể vỏ nè. Ở trong nó vẫn giữ được một cái độ ngọt thanh. Mà có thấm không? Thấm gia vị không? Đúng chứ. Ngon lắm luôn á. Anh thử đi. Không quá. Có vị đó. À, cái này là chân nấm này. Nhìn cái màu thích đó nhỉ? Giống như thịt vậy. Ngon lắm luôn. Giống như thịt bò vậy. Có vị gì? Nó có mùi thơm của sả. Sả hả? Chả mà có mùi thơm của sả. Thơm lắm á. Nó là ngon. Nó rất là vừa miệng, không quá mặn. Nó cũng không quá gì ngọt. Rất là vừa. Thơm, rất là thơm nữa. Tiếng hồi chắc phải bẻ ra tại vì nó để dài quá. Nào quá.
Mắm lăng này béo ghê luôn á. Mặc dù không có trứng nhưng mà vẫn dai và béo và có cái mùi đậu nành rất là thơm. Mình ăn quá trời luôn á. 354.000, 118.000 người. Ngoài các món ăn chay với giá từ 6.000 đồng trở lên, nhà hàng Tàu Hủ Phố còn bán các thực phẩm chay và sản phẩm thực dưỡng phong phú khác. Nếu muốn tham khảo các món ăn chay của nhà hàng Tàu Hủ Phố, quý khán giả tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương có thể tham khảo thêm tại website hoặc gọi điện đặt hàng tại hotline 01234 926 694. Tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị có thể theo dõi thêm chương trình của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Xin chào, hẹn gặp lại vào lúc 6 giờ sáng mai cũng trên kênh HTV7.